Chinh phục đỉnh cao học từ nát hóa, sử gọn câu xác định thể tích khắt nổ bay sử dụng để sản xuất thuốc nổ không khói chỉ bằng một skill siêu nhanh của mình. Câu 60 nhá. Chúng ta chữa tiếp ạ. Câu số 60. Cho cellulose do tác dụng của khắt nổ 36% thu được 59,4. Cái chỗ này là bây giờ mình luyện bấm máy tính nhanh thôi. Đề bài học khắt nổ 3 thì ta sẽ có là 3 lần thằng khắt nổ 3. Nó sẽ ra được thằng cellulose trinitrate. Hiệu suất là 9%, anh này là 0,9 này. 59,4 thì ta sẽ có là 59,4 chia 297 bằng 0,2. Thì mình suy ngược lại được số mol H2O3 là 0,2 nhân 3 là bằng 0,6. 0,6 chia 0,9, đúng không ạ? 0,6 chia 0,9 là ra được số mol của H2O3. Sau đó mình sẽ cho nó nhân với lại 63 này. Đấy, hiệu suất là 60% thì nó sẽ là chia cho phần trăm đây là dung dịch đúng không ạ? Thì nó chia cho 0,6 là ra được mol dung dịch này. Sau đó rồi lại chia cho 1,15 là ra được thể tích đúng không? Ta sẽ có 0,6 chia 0,9 nhân 63 chia 0,6 chia 1,15 bằng 60,86 mình làm cho nó 60,87 đúng không? 60,87 ml, đáp án đúng chúng ta là đáp án C, rất dễ.